Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháo HIMARS tập kích tổ hợp phòng không Nga. Ukraine dùng pháo HIMARS tập kích vị trí đặt radar, đài chỉ huy của hệ thống phòng không S300 hoặc S400 Nga, dường như khiến radar bị phá hủy. Video đăng trên mạng xã hội ngày 21 tháng 4 cho thấy máy bay không người lái trinh sát Ukraine phát hiện đài chỉ huy di động và radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp phòng không Nga được cho là dòng S-300 hoặc S-400 cùng một số phương tiện đang ở trạng thái chiến đấu trên cánh đồng tại miền đông Ukraine. Không rõ các xe bệ phóng của tổ hợp phòng không ở đâu, song chúng dường như đã được phân tán, cất giấu ở chỗ khác. UAV Ukraine sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về trung tâm chỉ huy để tiến hành đòn tập kích. Dựa trên video, giới chuyên gia nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao để khai hỏa rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS chứa đạn chùm trong cuộc tấn công. Ít nhất 4 quả rocket đã phát nổ phía trên hoặc gần vị trí đặt radar của tổ hợp phòng không Nga và các phương tiện gần đó. Các quả đạn con từ rocket đã đánh trúng các khí tài này, tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Khí tài của đối phương đã bị hư hại nghiêm trọng một số thiết bị như radar có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, military, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine nhận định. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, nếu được xác nhận đây sẽ là lần thứ hai trong một tuần Ukraine tập kích thành công các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR hôm 17 tháng 4 tuyên bố đã tập kích sân bay Trankoy ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, dường như bằng tên lửa đạn đạo, khiến bốn bệ phóng S-400 bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội trước đó cũng cho thấy ít nhất 3 bệ phóng S-400 bị phá hủy. Rocket GLMRS phiên bản dùng đầu đạn chùm mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine có tầm bán hơn 70 km, phát tán hơn 400 quả đạn con khi phát nổ. Loại rocket này có thể được khai hỏa từ pháo HIMARS và M-270 trong biên chế quân đội Ukraine. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km. Tùy loại đạn và cấu hình, Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Sự cơ động này từng giúp xe HIMARS Ukraine tránh được các đòn tấn công của đối phương trong thời gian dài, song lực lượng Nga gần đây dường như đã tìm được cách khắc chế khí tài này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20 tháng 3 tuyên bố Ukraine đã tổn thất 6 hệ thống HIMARS từ đầu năm. Mỹ gỡ bí cho Ukraine càng nhanh càng tốt trước sức ép của Nga theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, lực lượng Ukraine có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga với điều kiện sự hỗ trợ của Mỹ đến nhanh chóng. Ukrainska Pravda đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Wagner ngày 21 tháng 4 cho biết, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa, có thể được chuyển đến Ukraine vào cuối tuần sau nếu Thượng viện thông qua dự luật phân bổ bổ sung vào ngày 23 tháng 4 và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật ngày 24 tháng 4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21 tháng 4 cho biết, việc nhanh chóng chuyển viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể cho phép lực lượng Kiev ổn định chiến tuyến và giành lại thế chủ động trước quân đội Nga. Đồng thời, ISVK tiếp tục đánh giá rằng các lực lượng Kiev có thể phải chịu thêm những thất bại trong những tuần tới, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ an ninh của Mỹ để giúp Ukraine ổn định mặt trận. Nhưng họ có thể sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công hiện tại của Nga nếu vũ khí Mỹ được nhanh chóng chuyển giao. Lực lượng Moscow có thể sẽ khai thác các hạn chế về cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đẩy mạnh các hoạt động tấn công cũng như tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần tới để tận dụng cơ hội trước khi viện trợ quân sự của Mỹ được chuyển giao. Nga tấn công vào Chashopya từ ba hướng, đánh sập yếu huyệt Ukraine. Trận chiến giành thành phố Chashopya diễn ra quyết liệt. Lính dù Nga dưới sự yểm trợ của pháo binh và không quân đã vượt qua tuyến phòng ngự phía trước của Ukraine đánh thẳng vào thành phố. Địa hình ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch tiến công của nga? Toàn bộ địa hình phía tây thành phố Bắc Mớt là khu vực có độ cao lớn hơn và Chasotya nằm trên quả đồi cao nhất. Ngoài ra tại khu vực này còn có tuyến kênh đào Seversky Donetsk Donbass được ví như con hào bao quanh pháo đài thời trung cổ, chạy từ bắc xuống phía nam thành phố, chia gia thành hai khu: khu trung tâm ở phía tây và tiểu khu ở phía đông của con kênh. Quân đội Ukraine đã dựa vào các điểm cao và con kênh đào này để xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự, lấy phần đô thị lõi Chashopya làm trung tâm phòng ngự. Chashopya có dân số trước chiến sự hơn 12.000 người, quy mô tương đương với các thành phố như Marinka, Ukleda và Soleda. Tuy nhiên, diện tích của nó không hề nhỏ. Ngoại trừ khu vực đô thị lõi nằm trên một điểm cao, thì còn có tiểu khu đô thị Kanan phía đông kênh đảo. Cái gọi là trung tâm đô thị là một thuật ngữ mang đậm nét đặc trưng của các khu thành phố được xây dựng từ thời Liên Xô. Nó thực chất là các khu dân cư cao tầng nằm sát nhau, có các dịch vụ tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị. Nếu quân Nga chiếm được Chashopya thì cốt lõi họ phải chiếm được khu dân cư trung tâm này. Tuy nhiên, các tòa nhà trong khu trung tâm hầu hết đều là cao tầng, đã được quân đội Ukraine biến thành trận địa phòng ngự kiên cố. Quân Nga muốn chiếm cũng không phải dễ dàng. Sau khi chiếm được một loạt vị trí phía đông tiểu khu canh đảo, quân Nga có thể tấn công vào khu trung tâm cho xuất gia theo ba hướng: hướng phía bắc theo tuyến đường sắt, hướng trung tâm lấy trục lộ O0506 làm trục tiến công chính, hướng phía nam theo đường cao tốc T0504. Hướng tiến công phía bắc và trung tâm sẽ hội tụ trong khu vực tiểu khu phía đông, còn hướng phía nam và phía bắc đường cao tốc T0504 có một quả núi nhỏ tên là núi 33 ngăn quân Nga tiếp cận vì vậy, cuộc tấn công phía Tây của quân đội Nga thực chất chiếm tiểu khu phía Bắc trước tiên, rồi chiếm núi Ba Ba phía Nam. Chiến thuật tấn công của quân đội Nga tại Chashopya cũng đáng chú ý. Khi sư đoàn Dù 98 đang tấn công làng Ivanivske, phía Nam Chashopya bất ngờ tung đòn tấn công hiểm hóc, thẳng tiến vào tiểu khu một cách cực kỳ thần tốc. Phía trước, vị trí xuất phát tiến công của quân đội Nga là vành đai rừng và cũng là tuyến phòng ngự tiền duyên của quân đội Ukraine. Nếu họ tiếp cận chắc chắn thì phải tiến từng bước nhỏ và phải vượt qua trận địa phòng ngự phía trước của đối phương tại tiểu khu Canan. Kết quả là nhóm lính rủ này đột phá xuyên qua khu vực vành đai rừng đến rìa phía đông của tiểu khu và thiết lập thành công đầu cầu tại đây. ở phía nam tại Ivanivskye, quân nga trước tiên mở rộng vùng đệm rìa phía tây của làng, sau đó chuyển quân lên phía bắc tấn công núi Baba. Ba. Vào ngày 5 tháng 4, với cuộc đột kích thành công vào tiểu khu Canh Đào, vị trí xuất phát tiến công của lực lượng Moscow dọc theo đường cao tốc O-0506 đã thực sự được bảo đảm. Tuy nhiên, kế hoạch tấn công này cần có lực lượng bảo vệ lớn bên sườn. Vì vậy, Nga đã lợi dụng quân Ukraine phải lùi sâu để củng cố các vị trí đầu cầu giữa các tuyến đường sắt và đường cao tốc để tiếp tục tổ chức tấn công lên phía Bắc. Bộ Danipka chính là yếu huyệt của Ukraine tại thành phố. Chúng ta đừng quên rằng hồi đầu năm, quân Nga không tiến công cho Sopja ngay, mà tiến hành bóc gỡ các cứ điểm xung quanh, trong đó có Bogdanivka, một vị trí án ngữ phía đông bắc. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 của hạm đội phương Bắc Nga đã chiếm được cứ điểm Kromov ở cửa ngõ Bắc Mớt, trước kia là đơn vị chiếm thành công làng Bodenivka. Quân Ukraine mặc dù ra sức kháng cự nhưng không thể chịu được sức tiến công mãnh liệt của lữ đoàn 200, buộc phải rút về phía làng Klinivka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 4 xác nhận, các đơn vị của nhóm lực lượng Young đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Bogdanivka từ tay Ukraine. Đồng thời để tạo thế tiến công, quân Nga đã chiếm được nửa phía đông của núi Ba Ba và quân đội Nga thực tế có thể tấn công theo bốn hướng về phía Tây. Thứ nhất, tấn công từ làng Bogdanivka về phía làng Kalinivka. Thứ hai, tiến theo tuyến đường sắt về phía Tây, tạo áp lực lên sườn phía Bắc của tiểu khu, tiếp tục tiến công tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông kênh đảo. Thứ ba, tấn công khu vực tiểu khu Kanan dọc theo trục đường O0506. Thứ tư, sau khi chiếm được núi Ba Ba, quân Nga có thể đồng thời bảo vệ sườn phía Bắc trong cuộc tấn công vào tiểu khu và hỗ trợ cuộc tấn công từ đường cao tốc T-0504 chọc thẳng vào sườn phía Nam gia Hiện tại, quân Nga đã tiến tới các vị trí các kênh đào từ 1.500 đến 2.500 mét và rất có khả năng sẽ tấn công trực tiếp vào gia từ sườn phía Nam. Tất nhiên, bản thân khu phía ngoài kênh đào cũng là một phần của gia nên giờ đây tất nhiên có thể nói rằng cuộc chiến giành thành phố đang vào giai đoạn quyết liệt nhất nhưng nhiệm vụ trước mắt của quân đội Nga vẫn còn khá gian nan. Trước mắt, quân Nga cần phải chiếm hết khu vực phía đông kênh đảo để thiết lập vị trí xuất phát cho các cuộc tấn công tiếp theo về phía Tây. Mặc dù diện tích tiểu khu ở phía ngoài kênh đảo không lớn, nhưng là khu vực nhà cao tầng. Theo kinh nghiệm trước đây, loại mục tiêu này khó tấn công hơn những ngôi làng bình thường, vì nằm trên khu vực cao nhất nên thành phố Chashopya bị chia cắt bởi nhiều quả đồi và vành đai rừng. Vị trí cốt lõi của nó có thể dài tới 8 km từ Bắc xuống Nam và sâu 5 km từ Đông sang Tây, trong thành phố có rất nhiều vị trí kiên cố. Ngay cả khi quân Nga có thêm bom dẫn đường thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tất nhiên, quân đội Ukraine ở Chashopya không chỉ có phòng ngự ở trong thành phố mà có thể thực hiện phòng ngự từ xa, sau đó rút dần khỏi sườn phía Đông và phía Nam về cố thủ ở trung tâm thành phố. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại